đội cậu có ai tên Lương Bảo Ngọc không vậy? Nếu có cô nào tên Bảo Ngọc xin vào đội thì phải từ chối ngay cho tôi, hiểu chưa? Cô ta có bệnh nền nguy hiểm. Thở nhanh, tim đập loạn, mắt đỏ, rối loạn thị giác, bị hạ oxy hả? Lương Bảo Ngọc, bạn rời khỏi đội ngay cho tôi. Con đi đâu? Dạ. Con, ngoài kia dịch bệnh nguy hiểm lắm, ở nhà đi con. 5 lần rồi, có chỗ nào nhận con đâu mà con đòi xuống phòng? Ba à, con đã được cứu rồi thì bây giờ con phải đi giúp lại người khác chứ ba. Ở tuyến đầu không có thiếu người. Ba mẹ đóng góp 5 tỷ vào quỹ chống dịch rồi. Cảm ơn đời như vậy chưa đủ sao con? Không lẽ với ba mẹ mạng sống của con chỉ trị giá 5 tỷ hả? Lúc sống chết đó tiền đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Mẹ, mẹ hiểu mà đúng không? Bảo Ngọc, sức khỏe con chưa có đủ. Con sẽ gọi cho thầy Phong, thầy là người điều trị cho con, hiểu rõ tình trạng của con nhất. Ba gọi cho thầy Phong rồi, thầy Phong cũng nói y như ba vậy. Bảo Ngọc, con là đứa con duy nhất của ba mẹ. Cho dù ba còn một chút hy vọng nào thì ba cũng phải tìm mọi cách để bảo vệ cho con. Ba cũng đưa tên con vào danh sách đen khắp nơi rồi, giờ làm gì còn chỗ nào nhận con nữa. Con chỉ đi shopping thôi, ba mẹ yên tâm chưa? À, đúng rồi, lâu rồi con chưa đi mua sắm phải không con? À, anh, cho con nó ra ngoài để nó khuây khỏa đi nha.